Cộng hòa. Chấm dứt phút mặc niệm, một phút mặc niệm để tưởng nhớ công đức của tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, một phút mặc niệm để tưởng nhớ dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do, dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ hàng vạn đồng bào của chúng ta đã kém may mắn trên đường vượt biên tìm tự do, đã bỏ mình trong rừng sâu biển cả. Và sau cùng, một phút mặc niệm để tưởng nhớ nhà Ái Quốc Trương Tử Anh, đảng trưởng Đại Việt Quốc Dân Đảng và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đảng trưởng Đảng Tân Đại Việt cùng các đồng chí đã bỏ mình vì Tổ quốc trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị an tọa. Xin cảm ơn ban tổ ca chúc tổ nghiệp. Tâm thành Phật tin cử, trước hết có dược sĩ Nguyễn Đình Thích đại diện cho bà Janet Nguyễn vừa đắc cử chức vụ thượng nghị sĩ. Tiểu bà và tiếp theo tôi nhận thấy có nghị viên thành phố Westminster ông Sergio Contreras. Tiếp theo tôi nhận thấy có bà nghị viên thành phố Westminster bà Diana Carey. Tôi cũng nhận thấy có luật sư Chris Farr nghị viên thành phố Chicago. Và tiếp theo, tôi cũng nhận thấy tân nghị viên thành phố Chicago, ông Phát Bùi. Và tôi được biết thị trưởng thành phố Westminster đang trên đường sắp tới đây. Kính thưa quý vị, tiếp theo, trong thành phần của giới lãnh đạo các tôn giáo, tôi nhận thấy có giáo sư Nguyễn Thanh Dầu.
trong cái thành phần các hội đoàn thì tôi thấy có ông bà Lê Ngọc Diệp là đại diện cho Liên minh Dân chủ Việt Nam Nam Cali. Và trong thành phần các binh sĩ, chúng tôi cũng thấy có các vị cựu quân nhân, thứ nhất là đại tá Cổ Tấn Tiên Châu, đại tá Nguyễn Bác Hiếu, Lê Bác Hiếu và một số quý vị đại tá phía sau. Về phía tất cả các hội đoàn, tôi thấy có ông Trần Nghĩa Đời, có ông Nguyễn Đình Quang và có quý vị công đại diện cộng đồng của San Diego và vân vân. Và chỉ đổi quý vị là tiếp theo trong cái giới truyền thông báo chí, thì tôi nhận thấy thứ nhất là có đài của ông Bùi Đình Vân là Freenet Vietnamnet, thứ hai là có VNA Television, có đài truyền hình Việt Nam, có đài truyền hình của Phụng Hoa Tuyển Đố là do ông bà Bùi Dương Liên. Và trong nhật báo thì chúng tôi nhìn thấy có ký giả Thân Phong, báo Viễn Đông, ký giả Thân Huy, báo Việt Báo và có cô Nguyễn Minh Thuận, Thời Báo, có ông Đông Nguyễn là Việt Nam A Nation Culture Television, có ông Nguyễn Văn Lệ, chủ tịch cộng đồng giới thiệu rồi, và cô Đặng Kim Trang cũng như là đại diện của điện báo hải ngoại tại chính đàn nữa, toàn trọng phóng viên báo chí chúng tôi Sài Gòn. Và có kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tổ chức sau. Kính thưa quý vị tưởng thượng, kính thưa quý vị đại diện dân cử, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các đoàn thể tổ chức đảng phái, quý anh em cùng quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quý vị truyền thông báo chí. Chúng tôi là Hoàng Đình Khuê, xin đại diện cho đảng Tân Đại Việt phối hợp cùng với hai hệ phái anh em Đại Việt Quốc Dân Đảng và Đại Việt Cách Mạng Đảng xin trân trọng chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Đó là buổi lễ 50 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà ái quốc Trương Tiến Anh và kỷ niệm lần thứ 24 của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Phi. Sự hiện diện của quý vị nói lên cái tình cảm của giáo sư Nguyễn Ngọc Phi cũng như nói lên cái nỗi đau o của quý vị với vận mệnh đất nước. Và quý vị cũng đã kích thích và khuyến khích tất cả những nhà tranh đấu trong và ngoài nước để sớm tiến đến giải thể chế độ cộng sản. Thưa quý vị, tôi xin phép một phút. Hôm nay tôi thấy quý vị quan khách rất đông đủ và tôi cũng nhận thấy có một số quý vị niên trưởng đại tá của chúng tôi mà đã 30 năm nay chúng tôi không có dịp gặp mặt. Cựu dân biểu Lê Tấn Trạng, nguyên tổng thư ký của đảng Tân Đại Việt sẽ trình bày. Tại kính thưa quý vị, thì cái phần chào mừng của chúng tôi đến đây chấm dứt, mà trước khi chấm dứt chúng tôi cũng muốn nói một lần cuối cùng là thành thật tri ân cái sự hiện diện của quý vị. Và chúng tôi xin ngắt ở đây là chúng tôi xin chào mừng ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster. Dành lời cho một Việt Nam cho được một ngày tự do dân chủ. Kính thưa quý vị, hôm nay ba đoàn thể chúng tôi họp lại có mặt hôm nay để cùng nhau làm lễ tưởng niệm 50 năm, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đảng Tân Đại Việt, làm lễ tưởng niệm cho một nhà ái quốc Trương Tử Anh
gia lễ tưởng niệm ngày giáo sư Nguyễn Ngọc Quy qua đời cách đây 240 năm. Kính thưa quý vị, những gì đó là ai mà chúng tôi những hậu duệ hàng năm chúng tôi khắp nơi trên thế giới, nơi nào có cộng đồng Việt Nam, các hậu duệ đều làm cái lễ để tưởng nhớ những vị tiền nhân đó. Vì Đảng Tân Đại Việt là ai, ông Trương Tuý Anh là ai, là quý vị đã cũng có một cái lời sự sơ qua mà ông trưởng ban tổ chức vừa trình bày. Đảng Tân Đại Việt từ Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng năm thành lập năm 1939 do Đảng trưởng Trương Tuý Anh thành lập. Trương Tuý Anh là một nhà ái quốc. Từ 24 tuổi, ông đã cùng các sinh viên trường Đại học Hà Nội, cùng với tướng lãnh tranh cho dân tộc, cho tổ quốc, chống lại chủ nghĩa cộng sản vô thần, chủ nghĩa ngoại lai. Đây là một cái chủ nghĩa phục vụ cho dân tộc, chống lại chủ nghĩa ngoại lai. Và trong cái thời gian không bao lâu, ông Trương Tuý Anh đã phát triển Đảng Đại Việt Quân Dân Đảng khắp ba miền đất nước, thành những sư bộ miền Bắc, sư bộ miền Trung và sư bộ miền Nam. Mỗi sứ bộ đều có một sứ bộ trưởng được hoạt động gần như cách biệt để mà công cuộc tiếp tục cuộc đấu tranh cho đảng trưởng. Công cuộc đấu tranh đó đã liên tục cho đến năm 1954. Thì đất nước chúng ta bị chia đôi theo Hiệp định Geneva. Thì cái phân bộ miền Nam, các đảng quốc gia sẽ cùng nhau phối hợp, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau có thể có một cái hoạt động chung để có thể hỗ trợ một cách hữu hiệu như các lực lượng dân chủ ở trong quốc nội. Với sức mạnh của truyền thông ngày nay, sự liên lạc bên trong và bên ngoài càng ngày nó càng hữu hiệu, chúng ta tin tưởng rằng công cuộc đấu tranh sẽ có ngày đi tới một kết quả tốt đẹp. Chúng tôi dứt khoát không hòa giải, hòa hợp với cộng sản để tiếp tục đấu tranh để cho đến ngày thắng lợi. Trân trọng kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn bác sĩ chủ tịch. Kính chúc quý vị, tiếp theo đây, và trước tiên chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông thị trưởng Tạ Đức Tiến sẽ có mấy lời cùng lễ. Xin kính mời Tạ Đức Tiến. Quý vị trưởng thượng, quý vị thuộc các tổ chức hội đoàn, chúng tôi xin được cùng hai vị viên hội đồng thành phố Westminster trước hết và xin được chào đón tất cả quý vị tới phòng sinh hoạt của thành phố, và cũng xin tỏ lòng ngưỡng mộ các thành viên thuộc Tân Đại Việt cũng như nhà ái quốc Trương Tử Anh. Suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam, chúng ta thấy từng thời kỳ chúng ta đều thấy những nhà
cách mạng, những nhà ái quốc, riêng nhà ái quốc Trương Tư Anh là một trong những nhà ái quốc đã đưa ra chủ thuyết dân tộc sinh tồn. Thì chúng ta thấy được vào thời 20, 30, 40, 50 rất nhiều nhà ái quốc đã đưa ra những lý thuyết, và chính những cái lý thuyết đó đã giúp cho dân tộc Việt Nam có thể chống lại giặc ngoại xâm như trường hợp của nhà ái quốc Trương Tư Anh, triết gia Lý Đông A của đảng Duy Dân. Trở lại chiều dài lịch sử miền Nam Việt Nam, đảng Đại Việt đã đóng góp rất nhiều trong việc chống Pháp cũng như chống lại trọng tài cộng sản Bắc Việt. Và tiếp theo sứ mệnh của nhà ái quốc Trương Tư Anh, chúng ta có giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Ông là một chính khách nổi tiếng, sâu sắc, không chỉ trước năm 1975 mà sau khi ra hải ngoại, ông vẫn tiếp tục tạo sự đoàn kết của các chính đảng cũng như là các thành phần trong đảng Đại Việt. 50 năm sau, chúng ta thấy chúng ta vẫn tụ họp ngày hôm nay để tỏ lòng ngưỡng mộ hai đảng trưởng Trương Tư Anh của Đại Việt Quốc Dân Đảng cũng như là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đảng trưởng của Tân Đại Việt. Một lần nữa chúng tôi xin được tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn hai đảng trưởng cũng như là cảm tạ sự có mặt đông đảo của tất cả quý vị. Well, it's really an honor to be here with you today, and you know, 50 years is a long time, and you know, a party is only as good as the people in that party, and so I have to say how impressive and humbling it is to be in a room with so many people who have fought so hard and so long for freedom and for democracy in Vietnam, but mainly it's for the people of Vietnam. So I just want to say thank you, and I also want to say that, you know, we are making progress, and that is the good thing. And so we just need to keep up our spirits. And kính thưa quý vị, một cách chúng tôi là Sergio Contreras, nghị viên Tam Po Westminster. Xin lỗi tôi hiểu một ít tiếng Việt, nhưng tôi rất vinh dự đến đây ủng hộ quý vị. Chúng ta hãy đồng kết trận đấu cho Việt Nam, tự do cho Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Cảm tưởng của một cụ đảng viên lão thành, tầm một trong những sáng lập viên ra đảng Tân Đại Việt, và đây là một đảng viên còn lại duy nhất thôi. Và ông năm nay đã 91 tuổi, là người luôn sát cánh với cô giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong suốt 30 năm trời. Tôi xin giới thiệu ông Hoài Sơn Ung Ngọc Nghĩa. Kính thưa quý vị quan khách, thưa quý bạn,
vào năm 1939, ông Trương Tử Anh đã thành lập một đảng cách mạng lấy tên là Đại Việt Quốc Dân Đảng. Đảng đã dùng chủ nghĩa sinh tộc, dân tộc sinh tồn để làm kim chỉ nam hướng dẫn sự hoạt động. Đến năm 1964, tức là cách đây đúng 50 năm, đảng đã bị phân hóa ra làm ba, thành Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng và Đảng Tân Đại Việt. Tuy làm ba, nhưng đảng nào cũng vẫn tiếp tục dùng chủ nghĩa dân tộc sinh tồn để làm nước sôi đường. Chủ nghĩa dân tộc sinh tồn có ba nội dung chính là đoàn kết dân tộc, phát triển dân sinh và ngoại giao khôn khéo. Cả ba nội dung này đã được giáo sư Nguyễn Ngọc Huy khai triển để viết thành một bộ dân tộc sinh tồn đồ sổ dày 800 trang, được đúc kết thành một câu duy nhất gồm ba chủ điểm sau đây. Thứ nhất là chủ nghĩa dân tộc sinh tồn chủ trương kêu gọi mọi người trong dân tộc đoàn kết nhau lại để tranh đấu cho sự sinh tồn chung. Thứ hai, tổ chức quốc gia như thế nào để mọi người được hưởng đồng đều và đầy đủ kết quả của sự tranh đấu chung đó. Và thứ ba là đoàn kết chặt chẽ với những đoàn thể và cùng chung lý tưởng để tạo thêm sức mạnh, làm cho mọi người hiểu rằng hậu quân trong phạm vi dân tộc là bảo đảm chắc chắn nhất cho sự sinh tồn của cá nhân. Đó là tinh lý của chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Vậy chủ nghĩa dân tộc sinh tồn chủ trương đặt quyền lợi quốc gia lên trên hết, quyền lợi quốc gia là tối thượng. Dựa vào nội dung này, chúng ta có thể rút ra được hai nguyên tắc để làm căn bản trong việc nhận định thời cuộc bàn giao quốc tế. Đó là nguyên tắc thứ nhất, trong cuộc bàn giao giữa các nước không có vấn đề tình cảm, chỉ có vấn đề quyền lợi. Phù hợp quyền lợi quốc gia là bạn, xung khắc với quyền lợi quốc gia là thù. Tiếp theo, tôi xin kính mời phái đoàn thứ hai gồm tất cả các sĩ Bích Thủy sẽ ngâm bài thơ Anh Hùng Vô Danh của thi sĩ Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy. Xin mời cô. Thank you.
đã hòa hợp làm linh hồn giống Việt. Câu lạc bộ phụ nữ Việt San Diego xin một lần nữa cống hiến cùng quý vị bài nhạc Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Ánh nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng Dân Đại Việt cũng như lễ 20 tháng 5 tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Xin mời các chị. Xin kính mời ông Lê Tấn Đạt. Kính chào tất cả quý vị đại diện các tôn giáo, quý vị đại diện các đoàn thể, quý vị thân hào nhân sĩ các bậc đàn anh và các quý vị đại diện cho các cơ quan truyền thông báo chí. Xin chào quý vị. Hồi nãy giờ chúng tôi thực sự tôi rất là hân hạnh được chiến đấu chung hàng ngũ với hai anh bạn tôi. Là nói đúng hơn là trong cái tổ chức của hai anh bạn đó là anh Đặng Trần Trọng Đạt và anh Đinh Quang Tiến đại diện cho hai đảng phái lớn ở tại Việt của ở tại hải ngoại. Hai anh đã trình bày gần như hầu hết các đề tài mà tôi là út, thành ra tôi phải gánh chịu được cái sự thiệt thòi bây giờ không biết nói cái gì mà ngoài cái việc nói của hai anh. Nhưng mà tôi được hơn cái là trình bày được cái nhìn, cái viễn kiến của giáo sư Huy về vấn đề dân chủ hóa Việt Nam và thoát trung. Nhưng mà thời gian rất giới hạn, ban tổ chức cho tôi chỉ có 15 phút thôi thì tôi xin trình bày một cái đề tài là viễn kiến của giáo sư Huy về vấn đề dân chủ quá Việt Nam. Như Trần Trọng Đạt vừa trình bày, thực sự chúng ta có nói cỡ nào đi nữa thì Cộng sản Việt Nam nó cũng không muốn thoát khỏi tay Trung Cộng, và có muốn thoát đi nữa thì Trung Cộng cũng chẳng cho thoát. Thật ra chúng ta bàn lận quận chỗ này mà Cộng sản Việt Nam đang cầm quyền thì cái chìa khóa của vấn đề là Cộng sản Việt Nam phải ra đi, nhường lại cho dân tộc Việt Nam quyết định cái vận mạng của mình. Cho nên tất cả các điều kiện mà anh Trần Trọng Đạt đưa ra là chỉ đưa ra như một cái giả thuyết thôi, nhưng mà chỉ có một điều kiện căn bản là Cộng sản Việt Nam phải ra đi. Và khi Cộng sản Việt Nam ra đi rồi thì mấy cái điều kiện khác không cần nữa, để cho dân tộc Việt Nam tự do quyết định. Với một dân tộc anh hùng như vậy, với một dân tộc thông minh như vậy, với một dân tộc cần cù như vậy thì chúng ta tự quyết định vận mạng của chúng ta và chúng ta đưa đất nước đi đâu. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là sở dĩ Nga Xô và Đông Âu sụp đổ là vì khi ông Reagan ông lên cầm quyền thì ông thấy ông đưa ra mấy cái đường hướng sách lược để mà quánh cục Liên Xô. Thứ nhất,
là yểm trợ Ba Lan. Ba Lan lúc đó là ngọn hải đăng của cách mạng Đông Âu, yểm trợ Ba Lan về tình báo và sách lược. Trong tại vì Ba Lan là một cái nước đang có công đoàn đoàn kết và có lực lượng tôn giáo rất là mạnh để mà dựng cờ đi đầu. Cái thứ hai là ở tại Afghanistan yểm trợ Hồi giáo cực đoan để quấn cho Nga Xô đứt động mạch, chảy máu từ từ mà chết. Cái thứ ba là Đài Âu Châu Tự Do tiếp tục rốt vào ở tại Nga Xô, mà Nga Xô muốn chống cũng không thể tìm được đối thủ, vào tìm được đối thủ cũng không thể làm gì cho đối thủ đó. Đó là Đài Âu Châu Tự Do. Thứ ba là dẫn động các quốc gia Tây Phương và Mỹ không có nhập cản khí đốt của Nga Xô, mà một trong những nguồn tài nguyên chính để cho Nga Xô sống sót đó là khí đốt. Thứ tư là Star Wars, trong khi Nga Xô không thể kiếm tiền được thì lại thi đua võ trang với là nước Mỹ, là nước Mỹ kinh tế đang hùng hậu thì càng thi đua giữa một người kiệt quệ và một người giàu có, thi đua đường càng dài chừng nào thì sự sụp đổ sớm chừng ấy. Vì ý thức việc đó cho nên Gorbachev mới đưa ra chính sách sửa đổi cái cơ chế hóa lại cái tổ chức của Đảng Cộng sản. Và thứ hai, khi cơ chế không được, sửa đổi cơ chế không được thì nó mới đổi chính sách đổi mới để cho dân chúng có sự hợp tác, để mà từ cái hợp tác này để đưa kinh tế đi lên. Thì chúng ta biết đó, như chế độ cộng sản, chúng ta biết chế độ cộng sản là gì. Chế độ cộng sản nó dựa vào theo quy luật của Karl Marx là hạ tầng cơ sở kinh tế quyết định thượng tầng kiến thức chính trị. Có nghĩa là kinh tế thay đổi thì thượng tầng chính trị phải thay đổi. Cái đó là quy luật của nó và quy luật tất yếu, không có thay đổi gì hết. Cái đó là của Karl Marx. Nhưng mà bây giờ ông Gorbachev tái cấu trúc lại cái hạ tầng cơ sở, có nghĩa là thay đổi kinh tế, có nghĩa là thay đổi kinh tế đổi mới hơn. Mà thứ này kinh tế đổi mới thì chính trị phải đổi mới. Dân chúng lúc đó nó sợ quá, nó không dám làm, cho nên ông mới đưa ra chính sách Glasnost, tức là đổi mới, cho họ các công đoàn được đứng ra, được biểu tình, được đòi hỏi cho tới lúc ngoài tầm tay. Chính vì vậy cho nên Đông Âu sụp đổ và Nga Xô sụp đổ. Khi Nga Xô sụp đổ rồi đó, mà Cộng sản Việt Nam trước đây bợ chân Nga Xô để chống lại Trung Quốc, đó là một cái chuyện mà chúng ta phải dùng cái chữ hơi lố chút xíu là ngu xuẩn quá. Chúng ta bỡ chứ Nga Xô tức là gì? Cộng sản Việt Nam chuyên ngôn làm ta sai à? Hồi xưa đi làm ta sai cho Mỹ, rồi xin Mỹ không được, qua Pháp, rồi Pháp không được. Chứng minh Pháp hồi cái hiệp ước mùng 6 tháng 3 1945 rước quân đội Pháp vào đánh Hải Phòng và Hà Nội để giết các đảng phái quốc gia, trong đó có Đại Việt Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng chịu nặng nề nhất. Đó, thì chúng ta thấy rằng đó, muốn ta Pháp, nghĩa là theo Pháp, rồi theo Pháp đã rồi là theo Nga Xô quấn Trung Cộng, bây giờ Nga Xô xuống rồi thì theo Trung Cộng để mà bán nước. Thì chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam cái bản chất là bán nước và làm nô lệ. À, cho nên á, chúng ta thấy á, bây giờ chúng ta muốn cởi trói thì làm sao? Thì chỉ có làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam nó không còn nữa thôi. Chứ bây giờ vô phương cứu chữa rồi, không có cách gì là làm cái gì mà thay đổi ngoài cái việc làm Đảng Cộng sản Việt Nam mà xuống. Thì giáo sư Nguyễn Ngọc Quy mới dự trù như thế này, ông tiên liệu như thế này. Nếu mà tới một cái lúc mà cái sức ép, tại vì khi Nga Xô nó sụp đổ rồi đó thì gì? Khi Nga Xô sụp đổ rồi thì nó vỡ chứng Trung Cộng, nhưng mà Trung Cộng á, nhớ cái thù 1979 đánh ở biên giới thì làm sao Trung Cộng giúp được Cộng sản Việt Nam, chỉ có tìm cách nghĩa là dắt mày cho hết nước đó rồi lấy cái chanh để chùi son nữa chứ không dục nữa, nghĩa là làm cho nó hết thôi, mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu. Cho nên Cộng sản Việt Nam một mặt thì phải cúi đầu với Trung Cộng và bắt dân tộc phải quỳ gối cúi đầu theo, một mặt khác giờ Trung Cộng để dứt kinh tế đi lên thì không làm được, mà Nga Xô thì nhất định là tan rã rồi. Đông Âu bây giờ theo chế độ tự do, không có giải gì mà để yểm trợ Cộng sản Việt Nam, mà không có cớ gì để yểm trợ Cộng sản Việt Nam, để Cộng sản Việt Nam tồn tại. Cho nên chỉ còn lại có một lực lượng, đó là các quốc gia Tây Phương, trong số đó có Hoa Kỳ. Nhưng mà các quốc gia Tây Phương thì theo cái vấn đề mà toàn cầu hóa, đi theo dân chủ hóa, lúc nào họ cũng đều kèm theo cái điều kiện là dân chủ hóa đi theo.
Chính vì vậy cho nên Cộng sản Việt Nam á, nó một mặt thì muốn nghĩa là có tiền, nhưng mà một mặt á, thì muốn giữ bảo thủ giáo điều hơn Trung Cộng nữa. Tại vì Trung Cộng có thay đổi thì Trung Cộng Việt Nam 5 năm, 20 năm sau mới thay đổi theo, giáo điều kinh khủng. Cho nên Cộng sản Việt Nam hồi cái đại nghị ông hồi thứ 6 là đổi mới 1986, đại hội lần thứ 6. Thì sau đó, sau khi đại hội đổi mới xong rồi, bên bảo thủ với bên dân chủ bàn nhau, tới cuối cùng rồi cũng đi đến, tiếp tục theo con đường Mác Lênin, tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa và tiếp tục để cho đảng lãnh đạo đất nước. Như vậy thôi, có thay đổi mới gì đâu. Chính vì vậy cho nên chúng ta vẫn tiếp tục phải đấu tranh dựa vào thế lực của các quốc gia trên thế giới, kèm theo những cái điều kiện. Chính vì thế cho nên giáo sư Nguyễn Ngọc Huy biết rằng chúng ta không đây không, mà không đoàn kết với nhau thì chúng ta không làm được việc gì hết. Cho nên cái vế thứ nhất là cộng đồng hải ngoại, nhất là các đoàn thể đấu tranh phải ngồi được với nhau, 1 triệu người có cùng một tiếng nói. Cái thứ hai là phải vận động quốc tế để yểm trợ Việt Nam, yểm trợ những người đấu tranh trong nước, yểm trợ các lực lượng đứng dậy ở trong nước, và yểm trợ cho những người bị tù tội phải được thả ra, dân dân các thứ. Cái quỹ ban quốc tế phải làm việc đó. Mà giáo sư Huy không phải nói như những người khác, mà ông làm cho cả cuộc đời, làm thực hiện cho kia nữa. Vận động quỹ ban quốc tế cho đến khi giáo sư Huy mất á, thì quỹ ban quốc tế đã vận động 19 nước và số nghị sĩ dân biểu của các 19 nước đó là khoảng 200 người. Ông mê cho đến cái mức lý tưởng, cho đến cái mức mà con ông đã mất rồi ngày hôm qua. Sau khi hỏa táng xong rồi, ông lên đường đi qua bên Âu Châu để dự một buổi hội nghị quốc tế mà đã có chương trình rồi. Là thân phận của kẻ chiến đấu nhiều khi mà phải đạp chân gai mà đi, là thân phận của kẻ là một chiến sĩ nhiều khi phải đạp lên tình gia đình mà đi. Giáo sư Huy đã đạp lên tình gia đình để mà phục vụ đất nước, phục vụ tổ quốc của mình. Cho nên cái thứ hai là quỹ ban quốc tế. Cái việc thứ ba là tổ chức ở trong nước. Chúng ta giáo sư Huy rất là yêu nước. Tổ trong nước, nếu mà Liên minh Dân Chủ không làm được việc, không tổ chức được ở trong nước, thì bất cứ đoàn thể nào ở trong nước người ta tổ chức ở trong nước ông, để gần như là lời di chúc lại là các anh em phải yểm trợ cực lớn một cách là rất là tích cực những cái đoàn thể mà đang đứng dậy ở tại trong nước Việt Nam, để cho người ta đứng lên. Cho nên có 3 vế: quỹ ban quốc tế, cái tổ chức người Việt Nam ở hải ngoại phải đoàn kết để vận động quỹ ban quốc tế, tổ chức người Việt Nam ở hải ngoại tự họ phải yểm trợ trong nước và vận động quỹ ban quốc tế cùng yểm trợ trong nước. 3 điều đó chúng ta hợp tác được với nhau liên hoàn và có sức lực đàng hoàng trong tinh thần đoàn kết thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chúng ta thấy bảo thủ giáo sư Huy dự trù, nếu bảo thủ mà nó biết rằng nếu mà nó không sửa đổi thì quyền lợi nó sẽ mất, thế đứng nó sẽ mất trong tương lai. Nếu bảo thủ thay đổi thì chúng ta đỡ một xíu, nhưng mà nếu bảo thủ không thay đổi mà thành phần đổi mới cải cách ở trong chế độ cộng sản nó muốn đổi mới, nó tranh đấu với tụi bảo thủ thì chúng ta lại đỡ hơn chút xíu nữa. Còn cuối cùng mà hai thành phần nó không làm gì hết thì dân chúng phải đứng lên. Trong tình thế hiện tại chúng ta thấy cả ba nó đều có nhúc nhích chút đỉnh, thành phần bảo thủ nó cũng có nhúc nhích, thành phần mà cải cách nó cũng có, nhưng mà tới cuối cùng nó vẫn không thể, nó muốn không được, giống như Trần Trung Đạt nói, nó muốn thoát ra khỏi tay Trung Quốc cũng không được. Chính vì vậy cho nên cần cái sự hợp lực của đồng bào ở hải ngoại, cần sự hợp lực của các đoàn thể quốc gia, và chúng ta mọi người như một, chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, không nói không có cách gì hơn, không có chìa khóa nào hơn, và không có ai thương chúng ta hơn bằng chính dân tộc của chúng ta. Đó là một trong những chủ trương căn bản của chủ nghĩa dân tộc sinh tồn. Kính thưa tất cả các bạn, giáo sư Huy khi còn sống nói, nếu chúng ta không phải là đồng chí, không phải là đồng tâm, thì ít nhất chúng ta cũng là chiến hữu. Và nếu chúng ta không phải là chiến hữu, ít nhất chúng ta cũng là bạn đồng hành. Tất cả chúng ta là những đoàn tàu có thể đi trên khác nhau, ngồi trên những tàu khác nhau, nhưng mà hướng về cùng một mục tiêu. Mục tiêu đó là giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta mới thoát trung. Giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta mới đem được tự do, dân chủ và hạnh phúc cho đồng bào của chúng ta. Kính thưa quý vị, đứng trước bàn thờ của hai anh hùng là
đảng trưởng Trương Tử Anh và giáo sư Nguyễn Ngọc Quy. Chúng ta phải thực sự là ngậm ngùi, và những người này họ đã hy sinh suốt cả một cuộc đời của họ. Họ chiến đấu rất là gian nan, khổ sở. Thì chúng ta là những người còn lại, những người nằm xuống, những chiến sĩ nằm xuống, những anh hùng liệt sĩ nằm xuống, ngũ tướng nằm xuống, tất cả mọi người đó họ mong cái gì? Họ mong chúng ta tiếp tục con đường đấu tranh để đem đất nước khỏi cái tay độc tài, dù là bất cứ chế độ độc tài nào. Chúng ta đất nước ra là khỏi những tay xâm lăng, dù là xâm lăng với bất cứ hình thức nào, kể cả nội xâm, để đưa đất nước đến một đất nước tự do, dân chủ, phú cường, mọi người đều có cơ hội đồng đều để mà phát triển. Xin thưa tất cả quý vị, trước khi chấm dứt cái bài nói chuyện ngắn gọn ngày hôm nay, chúng tôi xin mượn mấy câu thơ của một thi sĩ, ông chết đi khi cuộc đời còn, khi mà cuộc đời đấu tranh con còn gian dở. Dốc bầu máu nóng gây hùng khí, đem tấm gan vàng dựng liệt công. Kìa mắt muôn dân đang đẫm lệ, hỡi người sai ngủ thấy hay không? Xin kính chào quý vị. Và chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Tấn Đạt. Kính thưa quý vị quan khách, trong phần hội luận chúng tôi có cái phần câu hỏi và giải đáp. Thì quý vị quan khách đã được chúng tôi phát cho những cái mẫu phiếu câu hỏi. Quý vị muốn hỏi cái gì, xin quý vị hãy điền tên họ và nội dung câu hỏi. Ban tổ chức. Thank you.
ở trong đó là điện báo hải ngoại thiếm đàm. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, Tân Đại Việt chủ trương nếu những việc Tân Đại Việt chưa làm được mà các đoàn thể khác làm được trong công cuộc giải thể cộng sản thì Tân Đại Việt có yểm trợ họ. Vậy xin hỏi Đại Việt Cách Mạng, Đại Việt Quốc Dân Đảng có chủ trương như vậy không? Tất nhiên là hỏi chúng tôi là nếu mà anh em Tân Đại Việt mà không làm được mà những đoàn thể khác làm được thì chúng tôi có yểm trợ hay là cộng tác hay không? Có ý nghĩa đó là như vậy, phải không vị đại diện? Cái quan điểm mà chúng tôi cũng như bên Đại Việt Quốc Dân Đảng đã đồng ý với nhau, cũng như trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Đại Việt Cách Mạng Đảng cũng như Đảng Tân Đại Việt cũng như Đại Việt Quốc Dân Đảng, chúng tôi đều có những cái sự đồng hành và yểm trợ cũng như phối hợp với nhau rất là chặt chẽ. Tuy nhiên, để thêm vào điểm đó, qua cái câu hỏi của vị đại diện điện báo Hải Ngoại Phím Đàn, không riêng gì chúng ta yểm trợ và phối hợp cho tất cả các đoàn thể quốc gia cùng lập trường chống cộng, giải thể chế độ cộng sản để đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho 90 triệu dân Việt Nam. Không ngoài các đoàn thể tổ chức đấu tranh, chúng tôi còn phối hợp và yểm trợ cho tất cả các tôn giáo của người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước.